Rồi, hello anh em nhá. Rồi, hôm nay lên hình cho anh em, em họ mi gọi là siêu mẫu luôn nha các bác nhá. Đấy, bộ to. Đấy, cho anh em chiêm ngưỡng này, bộ to đuôi xòe, đầu mặt cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, dáng dấp thì siêu mẫu luôn, trường chim cao dài. Đấy, mời anh em chiêm ngưỡng này. Em quay rộng ra một chút để cho anh em mình nhìn nhá. Đấy, tổng thể con chim dáng dấp rồi ngoại hình rất là đẹp các bác nhá. Đấy, hót gật gù múa lân. Đấy, đuôi xòe to tướng luôn. Đấy, mời các bác chiêm ngưỡng này, em sẽ zoom sát vào. Đấy, xuất sắc luôn nha anh em nhá. Em này đấu xòe rất là to các bác nhá, đấu xòe hết bảng luôn. Đấy, anh em nào mà muốn xem clip đấu của em nó thì có thể nhắn tin hoặc alo cho em qua số điện thoại 0978 767 689 nhé các bác nhá. Đấy, để em sẽ gửi video cho anh em mình thẩm. Em này thì siêu phẩm luôn rồi anh em ạ. Đấy, anh em mà đam mê họ mi là nhìn quả đuôi này là kết luôn. Mê luôn, mê tít luôn các bác nhá. Đấy, hot gật gù siêu đỉnh. Đấy, múa lân này, anh em nhìn nó đảo qua đảo lại múa lân không? Hay không? Quá tuyệt vời luôn. Đấy, chim vừa về nhà em thôi nha các bác nhá. Vừa về cách đây khoảng 15 phút, treo lên hot rack để em quay luôn video cho anh em mình thẩm. Phải nói là siêu phẩm luôn anh em ạ. Bộ to cao cầu, giọng hot hay, đuôi xòe, đấu xòe rất to nha các bác nhá. Anh em nào muốn xem clip đấu thì cứ nhắn tin hoặc là alo cho em. Siêu phẩm luôn. Up, 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 up
Rồi anh em nào kết thì alo cho em qua số điện thoại 0978767689 nha các bác nhá. Đấy, video nó cũng khá là dài rồi. Thì em xin phép các bác là em dừng video tại đây. Anh em nào mà đang xem kênh thì cho em xin một lượt đăng ký nha các bác nhá. Đấy, anh em nào yêu quý em hơn thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ lên trang cá nhân Facebook của anh em, hoặc là một lượt chia sẻ lên cái hội nhóm nào đấy của anh em mình chơi chim nha các bác nhá. Đấy, cảm ơn anh em mình rất nhiều.